Quỳnh có một người anh trai đặc biệt. Cô bé rất thương anh, luôn quấn quýt chơi đùa cùng vì sợ anh tủi thân. Nhưng mọi chuyện đã khác khi cả hai lớn lên. Năm năm sau. Đúng là lâu rồi không ra ngoài, dễ chịu thật đấy. Ôi da, đi đứng kiểu gì đây hả? Hóa ra là chân có vấn đề á. Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào nha. Trời ơi, nhìn kìa, anh trai tàn tật không ở nhà chăm sóc đi, còn đi ra đường làm gì? Tôi... Không phải đâu, không phải đâu. Các người tránh ra. Về nhà đi. Cao quá. À, Quỳnh, may quá, em đây rồi. Em lấy hộ anh cốc nước với, anh không lấy được. Anh cảm ơn. Kìa Quỳnh, em đi đâu đấy? Cái đồ đáng ghét. Kìa Quỳnh, Quỳnh. Tại sao, tại sao? Cậu ngồi xuống đây, đợi tôi một chút nhé. Không có việc gì anh đừng có mà ra ngoài nha. Tốt nhất là anh cứ ở trong phòng đi. Nhưng sao em lại... Đơn giản là em thấy xấu hổ thôi. Kìa Quỳnh. Xong rồi nè. Mà cậu vừa nói chuyện với ai trong kia à? À, một người họ hàng xa thôi, không có gì đâu. Chúng mình cùng vào bếp thôi. Làm gà cay phô mai đi, tớ đói meo cả bụng rồi. Con bé làm gì vậy không biết? Cậu đã chuẩn bị hết nguyên liệu chưa? Nhìn tớ mà học tập đây này. Vâng. Thịt gà thái miếng, dầu điều, hạt tiêu, ớt bột, phô mai, xì dầu, gừng tỏi, tương ớt và đường. Đầu tiên chúng ta sẽ cho gà vào tô. Đó. Tiếp theo mình sẽ cho gừng tỏi vào nhé. Gừng với tỏi sẽ làm cho thịt gà thơm hơn. Sau đó là xì dầu, mình sẽ cho 2 muỗng nha. Không thể thiếu tương ớt. Đó. Thêm một chút ớt bột. Một chút hạt tiêu. Cậu khéo tay thật đó. Nêm xong rồi thì mình sẽ đảo đều gia vị lên. Để tôi giúp cậu cho. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp nữa? Mình sẽ đợi 30 phút cho gia vị ngấm đều vào thịt đã. Được rồi, giờ gà đã ngấm đều gia vị rồi. Giờ chúng ta làm thôi. Let's go. Đợi chảo nóng rồi cho thịt gà vào. Sau đó đảo đều. Wow, thơm quá, thơm thật đấy. Cậu đảo đi nhé. Còn một thứ không thể thiếu đó chính là phô mai. Cho phô mai vào đều trên mặt thịt như thế này. Đậy vung vào rồi đợi chín là xong. Cậu giỏi thật đấy. 5 phút sau. Đã xong. Cho ra đĩa nào. Đây chính là món gà cay phô mai. U là trời, quá đỉnh luôn. À, nóng quá. Ôi, Quỳnh, Quỳnh. Quỳnh, cậu làm sao đây? Quỳnh ơi, em có làm sao không? Ôi, anh Tú, anh Tú, anh có làm sao không? Anh Tú ơi. Em có sao không? Em không sao hết. Chân anh sao rồi? Anh không sao. Anh Tú, anh tỉnh lại đi. Anh Tú. Quỳnh này. Dạ bố. Ngày trước con còn nhỏ, nghịch dại làm cháy nguyên căn phòng, là anh con không ngại nguy hiểm lao vào cổng con ra, rồi bị tấm gỗ đè gãy chân đó.
Đôi chân này đẹp lắm con nhỉ. Hóa ra anh Tú bị như này là do cứu con. Anh Tú ơi, anh tỉnh lại đi mà. Anh Tú. Quỳnh. Bố, bố ơi, anh Tú tỉnh rồi này. Con trai, may quá, con thấy trong người thế nào rồi? Con ổn mà. Vậy thì tốt quá rồi. Xin lỗi, có làm áo của tao được như cũ không hả? Dạ, để em lau cho anh ạ. Ê, khoan, lau làm sao mà sạch, liếm bằng sạch cho tao. Nhanh lên, bỏ tay ra. Các người đừng tưởng có tiền, muốn làm gì thì làm nhé. Thì sao, có tiền làm phiền được thiên hạ? Ha ha ha, tiếp thôi các em. Đêm qua bùng lụa quá, nay mệt thật. Sao cái cảnh này giống trong phim vậy? Có chuyện gì vậy? Họ đến tìm mình sao? Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Đừng tới gần tôi. Không. Tu, chạy mau. Đứng lại. Tại sao phải chạy hả bố? Thoát khỏi đây trước đã. Taxi. Để chúng trốn thoát rồi. Tức thật. Có chuyện gì vậy bố? Nhà mình bị phá sản rồi. Gì cơ? Tại sao lại phá sản bố? Chuyện dài dòng lắm. Bố đừng nói là sau này mình sẽ ở trong căn nhà tồi tàn này nha. Ông đây rồi. Ai vậy nhỉ? Tôi chờ ông mãi đây. Thằng nhóc này. Bố ơi, con đói quá, con vào nhà trước đây. Này, định không làm mà đòi có ăn á? Cầm lấy. Sau này ra xã hội, có làm thì mới có ăn nha. Ông nghĩ tôi lại, tôi không làm mà vẫn có ăn nhé. Dám bận ông à? Không làm này. Ui giời ơi, chảy máu rồi. Ông chủ, em xử lý thế này có quá đà không? Không, good job lắm. Thôi, còn chịu khó chăm chỉ làm việc nhé. Anh Tuấn ơi. Đỡ này. Dứt khoát thật đấy. Nếu mà không làm việc thì chết này. Giảm số đi chơi này. Nguy hiểm quá. Bảo toàn tính mạng trước đã. Mạnh tay lên. Ôi em gái của anh. Để anh đỡ nào. Sao tự nhiên anh đánh em? Tại ông chủ thuê anh dạy dỗ con trai ổng. Em đừng có bóp chốt. Không thì toàn đấy. Có gì anh đền bù sau nha. Sao nhìn hai người này khả nghi thế nhỉ? Số em nhỏ quá rồi. Không, đừng nói là đau quá, đau quá. Tú à, nằm mơ đi. Đánh thế này còn gì là con người nữa. Mày vẫn còn chưa đi à? Bình tĩnh, cháu đi ngay đây. Em gái tội nghiệp của anh. Đi quậy cả tối cũng không mệt như thế này. Đến giờ ăn cơm rồi. Cái gì cơ? Sao có mỗi đĩa rau thế này? Có rau ăn là tốt rồi, ăn đi. Cơm này chó nó mới ăn á. Bực mình. Làm đã mệt rồi, tưởng được bữa cơm ngon. Bát cơm này còn mới này. Mày không ăn hết đâu nhỉ? Không có ai. Chén thùi. Ôi trời ơi. Cơm chó mà ngon phết nha. Tập này rồi, liêm sĩ gì nữa. Hiền ơi, cho chó ăn cơm chưa? Em cho ăn rồi mà. Ăn hết rồi á?
Công nhận đấy, chắc là có anh Tú ngồi đây nên nó ăn hết sạch. Đúng rồi, nãy cháu thấy nó ăn ngon lắm. Nó ăn ngoằm 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 như chết đói vậy á. Lần sau cháu mà cho chó ăn cơm nhớ để thêm cái thìa nha. Ý bố là chết cha. Thôi, mình đi vào cho con chó nó tự nhiên đi. Tại mày ấy. Ui dồi ui, quả mùi cám lợn này đúng là huyền thoại mà. Mấy con lợn béo ú kia, ăn đi. Tao còn chưa được ăn đâu đấy. Bình thường tao toàn nhìn chúng mày trên đĩa, không ngờ có ngày phải cho bọn mày ăn đấy. Chán quá. Mình muốn được tự do. Đường đường là một thiếu gia khét tiếng mà giờ phải đầu đội trời chân đạp đất theo cái kiểu này à. Anh ăn không? Ngon giả man luôn á. Không ăn. Không sao chứ, đã bảo không ăn rồi mà. Thôi, anh về trước đây. Cậu chủ trông thế mà cũng không tồi nhỉ. 2.000 một bông, có bán hay không? Xíu ồn quá. Hoa nhà tôi là nhất cái khu này, chị trả giá như thế ai mà bán được. Sao mà ngủ được? Chị cho thêm một giá nữa đi. 2-3.000 mà cũng trả giá, không cho ai ngủ à? Không mua thì về đi, nhà anh bán hàng như vậy à? Không mua nữa. Ơ kìa, chị, khoan đã. Mày có biết mày vừa phá mối làm ăn của tao không hả? 2-3.000 bông cũng đôi co, giấc ngủ của tôi quan trọng đấy. 2-3.000 một bông, nhưng 10 bông cũng là 20-30.000 rồi. 20-30.000 của chú không bằng một bữa ăn sáng của tôi. Chú tưởng như vậy mà to à? Mày đồ mất dạy. Ừ, tôi mất dạy đấy. Sao con tự nhận mình là người mất dạy vậy? Thì con mất dạy thật mà bố. À, mà có được dạy ngày nào đâu mà không mất. Bố đi làm cũng chỉ muốn kiếm tiền về cho con. Con không cần tiền của bố. Thứ con cần là tình cảm, là sự quan tâm của người cha đối với người con. Con là đứa mất dạy nên đừng xía vào việc của con. Tú, là lỗi ở mình sao? Nơi này đúng là không hợp với mình, phải gọi bạn bè tụ tập mới được. Alo, Hoàng à. Gì đây? Lên ba chơi tí không? Có tiền không? Giờ tao không có, bọn mày bao tao một hôm đi. Không có tiền mà đòi đi chơi, nghỉ đi. Ơ kìa. Đúng là khó khăn mới biết bộ mặt thật của nhau. Thôi đừng buồn nữa. Trên đời này chỉ có bố mẹ mới thương ta vô điều kiện. Còn xã hội này phải có điều kiện mới thương ta. Thật ra là bố anh thuê anh em đóng giả để thử lòng với dạy anh thôi đấy. Thật sao? Bây giờ theo em là anh đi về xin lỗi bố anh đi. Bác trai đang buồn lắm đó. Vậy anh đi trước đây. Bố. Con trai. Con xin lỗi bố. Em hiện đã nói hết mọi thứ cho con nghe rồi. Con thật là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không đặt mình vào vị trí của bố. Bố cũng xin lỗi con. Trước giờ bố cứ nghĩ mang tiền về cho con là đủ, mà không nghĩ đến cảm nhận của con. Từ giờ bố sẽ bù đắp cho con. Con hứa sẽ thay đổi là một đứa con ngoan. Bố hứa mà. Con cũng hứa mà. Bố hứa. Con hứa. Thôi 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 thôi. Hai người không cần phải hứa nữa. Nhận ra được lỗi của bản thân là tốt rồi. Vậy bây giờ em sẽ đi bắt con gà thịt để cả nhà cùng liên hoan nhé. Chờ anh với. Chúc mừng ông chủ nhé. Cảm ơn cậu nhé. Tôi sẽ lên trên kiểm tra. Đồng chí canh chừng ở dưới nhé. Tên tội phạm chắc chắn đang ở trong này. Mình phải thật cẩn thận mới được. Goodbye. Ba. Ba ơi. Gắng lên con gái. Vợ. Con gái. Mình thật sự đã chết rồi sao? Con đã mệt rồi, ngồi xuống đây đi. Mẹ ơi, con nhớ bố lắm. Con gái, con có thể nhìn thấy ta sao? Mẹ, mẹ, có cái gì bay vào mắt con ấy mẹ. Cứ tưởng. Thế nào rồi, đỡ chưa con? Dạ rồi ạ. À? À? Mắt con bé không biết đã đỡ đâu chưa. Ơ à, kìa bố. Mẹ ơi, bố này, bố này. Gì cơ, con bé nhìn thấy mình. Ủa, đâu rồi? Con vừa nhìn thấy bố ở đây cơ mà. Chắc tại con mệt quá nên bị ảo giác. Để mẹ dẫn con lên phòng nghỉ ngơi. Vâng ạ. À. Không ngờ con bé có thể nhìn thấy mình. Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Ôi da.
giới này. Đồ nhà quê. Đúng rồi, hôm nay đến lượt cái hiền trần nhật thì phải. Mà mình lại lỡ tay xả nhiều rác thế này. Bọn đáng ghét này. Thôi chết, thông cảm nha, bọn tao không biết. Yeah. Ba dặn là không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Phải thật tĩnh tâm. Nhớ quét cho nó sạch sẽ đây. Đây nữa này. Mình cứ tưởng là bọn trẻ con nó đùa nhau. Ai mà nghe. Mình phải cho lũ bắt nạt kia một bài học mới được. Mày xem tập mới nhất của Bon Bon TV chưa? Đây đúng không? Siêu nhân nhện cứ phải gọi là ngầu đét. Ý xời. Sư phụ, mong sư phụ chỉ giáo. Cao thủ võ lâm luôn. Đâu? Đấy, tưởng gì tao cũng làm được. Tao xem nào. Biu biu. Hay. Hui hui hui. Hừ. Xem đây. Ôi trời ơi. Nhảy tuột quần là có thật. Đứa nào chơi ông? Đáng đời mà. Tiếp nữa này. Ôi trời, tao thấy có gì đó sai sai. Gì đây? Hay tụi mình đi ra ngoài đi. Đi thôi. Từ từ thôi mày ơi, tao sợ lắm. Ôi mẹ ơi, cứu con. Thế ngất rồi à? Đáng đời, cái tội trêu con gái ta. Bố. Con gái. Kìa, bố. Bố. Bố thật sự đã chết rồi sao? Đúng vậy. Bố nói là không phải đi. Bố xin lỗi, con đừng khóc nữa. Đó là khăn lau bảng mà. Bố xin lỗi, bố xin lỗi con gái. Nếu bố còn biến mất nữa, con sẽ giận bố suốt đời luôn. Bố hứa đi, bố hứa sẽ luôn bên con đi. Việc này, được rồi, bố hứa. Thật hả bố? Yeah. Bố, lên đi, lên đi. Bố cứ chờ hết mình đi, con bóp máu cho. Cái hiền nó đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Lên, lên. Chắc là mình mệt quá nên nghe nhầm đấy mà. Kìa bố lên đi chứ. Đây, bố lên luôn đây. Yeah, chúng ta thắng rồi. Vài ngày sau. Bài này khó quá vậy trời. Làm như nào đây ta? No. Kìa bố, nhắc con một lần này thôi. Con hứa lần sau sẽ học tập chăm chỉ để không bị điểm kém nữa. Đi bố. Thân là một quân nhân, bố không thể làm những chuyện trái với lương tâm đạo đức. Bố chẳng yêu con, chẳng thương con, ghét bố. Thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy. Vâng ạ. 1A, 2C, 3D, 4A. 5 năm sau. Bố, đừng có đi theo phá con nữa. Nhưng mà bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Tuổi của con vẫn chưa đến lúc để yêu đương. Con lớn rồi mà bố. Chẳng nhẽ mình đã khắt khe với con bé quá à? Ôi dồi, trời ạ, mặt anh bị làm sao vậy? Anh chạy đến lại cuối tháng ấy mà. Không sao đâu. Vậy à? Máu, máu kìa. Hả? Làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Cô ấy thật dịu dàng quá đi. Cướp đây. Gì cơ? Có tài sản gì đưa ra đây ngay. Không. Đưa đây. Anh đừng có mà manh động. Tôi có đại đèn karate đấy. Đại đèn à? Bố ơi, cứu con.
bố ơi. Ôi da. Mày đá tao đúng không? Em có đá đại ca đâu. Hả? Mà chạy mau. Con cảm ơn bố. Bọn chúng sợ chạy rồi kìa. Một thời gian sau, Hiền cùng người yêu tổ chức đám cưới. Em hồi hộp quá. Con gái mẹ xinh quá. Con cảm ơn mẹ ạ. Con gái bố đã lớn thật rồi. Làm vợ anh nhé. Anh yêu em. Em cũng vậy. Cuối cùng bố cũng yên tâm ra đi rồi. Bố, hạnh phúc nhé con gái. Con cảm ơn bố. Chúng ta đi thôi em. Vâng ạ.